Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Sony Xperia XA. Thì XA là cái dòng sản phẩm mới trong cái loạt sản phẩm 3 máy X mới của Sony, gồm có XA, X Performance và Sony X. Thì cái điện thoại Sony Xperia XA này là cái máy rẻ nhất và nó chỉ có màn hình 720p thôi. Khi mà các bạn nhìn vô cái máy lúc thiết kế ban đầu thì chúng ta đều rất ấn tượng bởi vì cái viền màn hình của máy gần như là không có. Toàn bộ là một cái mảng đen nó bị đẩy ra hai bên và cái mặt kính cong này càng làm cho cảm giác đó nó càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên thực tế thì Sony họ đã hơi mẹ một chút ở cái chỗ này. Tức là khi mà bạn mở màn hình lên, bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái đường viền rất là rõ ràng để chúng ta thấy ở xung quanh, và kể cả khi mà bạn mở lên bạn sẽ thấy là nó nằm hơi đen ở đây, hơi khó chịu một chút nếu mà bạn bị ấn tượng quá nhiều với cái màn hình từ lúc ban đầu. Nhưng mà thực chất thì đối với một cái điện thoại giá rẻ như vậy thì mình rất ấn tượng với lại cái thiết kế cũng như là cái cách làm màn hình của cái điện thoại XA này. Thì ba cái dòng máy mới của Sony đều có cái màn hình 5 inch hết, và cái máy này cũng tương tự như vậy, nhưng mà như đã nói thì nó chỉ có màn hình 5 inch 720p chứ không phải là Full HD như hai cái điện thoại còn lại, bởi vì nó là cái dòng máy giá rẻ. Cũng bởi vì là cái máy giá rẻ nên nó dùng cái chip của MediaTek MT6755, tức là mình nghĩ nó sẽ được bán ở Việt Nam với giá khoảng 5 triệu, 6 triệu gì đó. Tức là thay thế cho cái dòng M4 Aqua rất là thành công của Sony trong thời gian gần đây. Và thật sự nếu mà thay thế như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Và chắc chắn là sẽ hứa hẹn sẽ bán được rất nhiều nếu mà Sony họ định giá tốt như là M4 Aqua chứ không như là cái M5 Aqua hơi cao một chút. Thì cái điện thoại này nó vẫn có một cái khe cắm SIM và một khe cắm thẻ nhớ micro SD ở bên cạnh bên trái. Khe cắm này thì giúp cho bổ sung bộ nhớ, bởi vì bên trong máy chỉ có 16GB bộ nhớ trong thôi. Một cái nhược điểm mà ngày xưa mình nhớ không lầm là M4 Aqua cũng bị là 6GB hoặc là 8GB gì đó. Ở mặt trước đến lẫn mặt sau của cái máy này thì Sony họ sử dụng một cái khối đồng nhất màu. Nhưng mà ở phần khung thì chúng ta vẫn thấy là cái khung này nó giống như là được xi lên chứ không phải là bằng kim loại, và khung màu bạc. Còn trước sau thì đều là một cái khối màu đồng nhất màu trắng. Chúng ta có camera 13 chấm ở đằng sau và đèn flash LED có logo Xperia, và cái máy này thì không thể thay pin được. Đó. Bây giờ mà mình rút cái này ra thì nó sẽ kêu lên nên mình không có rút đâu. Thì bạn thấy là trên cái máy giá rẻ nhưng mà Sony họ vẫn tiếp tục họ duy trì cái nút chụp hình riêng ở đây và phút tăng giảm lượng phím nguồn ở đây. Và các bạn có thể xem thấy cái giao diện mới dựa trên cái nền Android 6.0 của Sony. Thì cái giao diện 6.0 của Sony khá là thanh thoát, nhưng mà cái máy này đang là cái máy thử nghiệm nên các bạn sẽ thấy là nó hơi lắc một chút. Còn máy thực tế hay sao thì chúng ta sẽ cần chờ nhiều thời gian hơn để trả lời. Đó, máy đang xài là Android 6.0 và bản cập nhật tháng 2/2016, cập nhật bảo mật. Đây là cái giao diện camera. Thì khi mà mở camera lên, các bạn sẽ thấy là Sony họ đã có những thay đổi trong giao diện của máy. Mặc định là phía trên này bạn sẽ có chế độ chụp hình tự động hoặc là chế độ mono, các bạn chỉnh ngay lập tức ở đây luôn, hay là quay phim mà các bạn không cần phải dùng menu nhiều menu phức tạp nữa. Và khi ở chế độ mono, các bạn có thể bấm vào đây để các bạn tăng giảm qua ba lăng, hay là các bạn có thể chỉnh giảm sáng tối ở đây rất là nhanh. Thì đây là hai cái mà chúng ta hay sử dụng nhất và nó đã được làm trực tiếp vào đây luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh thêm ISO, HDR hay là chỉnh độ phân giải. Nếu mà để 16:9 là độ phân giải 9 m, còn 43 là 13 triệu m. Đó, rất là dễ dàng để sử dụng và cũng rất là đẹp đối với một cái máy giá rẻ như thế này. Mình cũng cần nói thêm một xíu nữa về cái dung lượng pin. Thì với cái máy mà nhỏ gọn như vậy thì cái dung lượng pin của máy này không thể lớn được. Nó sẽ có dung lượng pin là 2300 mAh. Thực chất thì con số nó không quá nhỏ đối với một cái máy có màn hình 5 inch 720p, nên có lẽ là nó sẽ sử dụng không phải là tệ lắm. Thực tế thì Sony cho biết là máy có khả năng sạc nhanh, và nếu mà sạc 10 phút thì nó có thể gọi điện được 5 tiếng rưỡi, sử dụng được 5 tiếng rưỡi. Thì bọn mình sẽ thử chi tiết hơn sau này. Đó. Còn cái máy đang là chip MediaTek 6755. Màn hình Bravia Mobile Engine 2 chứ không phải là những màn hình Chiluminos như là những cái máy mắc tiền hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.